Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết. Giá heo hơi hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2022, thật vui mừng, nhiều nơi bật tăng đến 4.000 đồng trên kg và khả năng còn tăng cao hơn. Theo ghi nhận giá heo hơi tiếp tục biến động đến 4.000 đồng trên kg. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 54.000 đến 62.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên giá heo hơi đạt mức lần lượt 57.000 đến 58.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn giá heo được thu mua với mức 56.000 đồng trên kg. Như vậy, Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên mức 57.000 đồng trên kg. Ngược lại, tỉnh Bình Thuận giá heo hơi báo giảm 3.000 đồng trên kg xuống 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg xuống mức 57.000 đồng trên kg. Các địa phương như Thanh Hóa. Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Trị, Khánh Hòa giá heo hơi đi ngang, hiện được thu mua với mức 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận giá heo hơi đạt mức 54.000 đến 55.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam, cụ thể tại tỉnh An Giang giá heo hơi tăng mạnh 4.000 đồng trên kg lên 62.000 đồng trên kg, đây là địa phương cao nhất cả nước. Tại tỉnh Bạc Liêu giá heo hơi tăng 3.000 đồng trên kg lên mức 60.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Long An, Sóc Trăng giá heo hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng trên kg lần lượt đạt mức 56.000 đồng trên kg và 58.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg lên 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai giá heo hơi báo giảm 1.000 đồng trên kg xuống mức 56.000 đồng trên kg và 57.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Cà Mau giá heo hơi được thu mua với mức 60.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh giá heo hơi ở mức 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 54.000 đến 62.000 đồng trên kg. Người chăn nuôi rẻ rạt tái đàn Năm 2019, khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, gia đình bà Nguyễn Thị Phương, ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Dị Vũng Tàu buộc phải tiêu hủy hơn 20 con heo. Sau khi dịch được kiểm soát, cuối năm 2021, bà mạnh dạn tái đàn heo. Tuy nhiên, do vốn ít, giá thức ăn chăn nuôi liên tục biến động tăng cao nên bà chỉ nuôi cầm chừng. Theo bà Phương, thời điểm đầu tháng 5 năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng từ 300 đến 400 đồng trên kg. Đây là đợt tăng giá thứ tư tính từ đầu năm 2022 đến nay. Hiện, giá thức ăn chăn nuôi các loại đang ở mức 460 đến 530 000 bao loại 25 kg, tăng khoảng 100 000 đồng bao so với cách đây một năm. Quy mô trang trại của ông Lê Trung Lập, ấp Suối Lúc, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Tỉnh bà rịa Vũng Tàu, mặc dù có thể nuôi hơn 200 con heo, nhưng ông chỉ nuôi 120 con heo nái và heo thịt và không có ý định tăng đàn. Theo ông lập, không phải do lo lắng dịch bệnh mà là giá thức ăn chăn nuôi quá cao, trong khi giá heo hơi chỉ ở mức 54 đến 56.000 đồng trên kg. Với mức giá này, trong điều kiện có sẵn con giống thì trung bình một con heo chi phí hết khoảng 5,5 triệu đồng, như vậy ông không có lợi nhuận. Chiều ngày 19 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Quốc tế về giải pháp giảm thiểu kháng sinh Đan Mạch tổ chức hội thảo khởi động dự án giảm sử dụng colistin trong chăn nuôi heo ở Việt Nam. Hiện nay, kháng sinh colistin được sử dụng phổ biến trong thú y để điều trị các bệnh ở đường tiêu hóa heo như viêm ruột, tiêu chảy, các bệnh nhiễm trùng đường ruột như E. coli gây ra. Tuy nhiên, việc sử dụng colistin rộng rãi, thiếu kiểm soát trong chăn nuôi là nguy cơ lây lan vi khuẩn kháng kháng sinh và tồn dư kháng sinh trong thực phẩm. Để đạt được mục tiêu đó, Dự án được chia làm 4 hợp phần gồm: sử dụng colistin trong chăn nuôi heo, các biện pháp can thiệp nhằm giảm sử dụng colistin để kiểm soát tiêu chảy sau cai sữa ở heo con, tăng cường chế tài pháp luật về giảm thiểu sử dụng colistin trong chăn nuôi heo tại Việt Nam, nâng cao năng lực, phổ biến và tiếp thu nghiên cứu. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, hiện ngành thú y đang triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tiêm phòng từ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022 đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022. Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh An Giang cho biết, theo kế hoạch tiêm tiêm phòng vaccine cho gia súc lần này là phân bổ số lượng vaccine theo kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra, giám sát quá trình tiêm phòng, đồng thời chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai tiêm phòng theo đúng kế hoạch, hướng dẫn nhân viên chăn nuôi và thú y thực hiện tiêm phòng đúng đối tượng và sử dụng vaccine đúng mục đích. Đặc biệt chú ý, đối với gia súc mới tiêm phòng lần đầu bắt buộc phải tiêm phòng đủ 2 mũi, mỗi thứ hai cách mỗi thứ nhất 28 ngày cùng lại với vaccine lần thứ nhất, sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại để tạo miễn dịch khép kín. Thời điểm hiện nay, giá lợn hơi vẫn đang ở mức thấp nhưng người chăn nuôi vẫn phải mua thức ăn với giá cao, nếu tính chi tiết người nuôi sẽ lỗ và chỉ còn nước treo chuồng. Giá thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi hiện tăng cao, trong khi đó giá thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp, điều này đã khiến cho các hộ chăn nuôi lợn và các loại gia súc gia cầm khác trên địa bàn Cần Thơ không mặn mà, nhiều hộ dân buộc phải giảm đàn để chờ tín hiệu thị trường mới tiếp tục. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn Cần Thơ vào những ngày cuối tháng 5 năm 2019 đã khiến cho ngành chăn nuôi của Cần Thơ điêu đứng, từ đó kéo theo giá lợn hơi giảm sâu. Đến thời điểm hiện nay, giá lợn hơi vẫn đang ở mức thấp, người chăn nuôi chỉ huệ tới lỗ khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Theo báo cáo của Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Thành phố, Cần Thơ, giá lợn hơi hiện nay khoảng 59.000 đến 62.000 đồng trên kg, nghĩa là tăng khoảng 10% so với hồi đầu năm nay. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng khoảng 10% là do chi phí chăn nuôi, thức ăn đã tăng lên khoảng 15.000 đồng trên kg. Ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giềng đã ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 5 xã gồm xã Long Tân, Long Hưng, Phú Trung, Bù Nho và xã Bình Sơn. Ngoài ra, có 12 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước được xác định nằm trong vùng dịch uy hiếp. Trước diễn biến dịch đang lây lan nhanh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo quy định. Tập trung các nguồn lực và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện theo quy định. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu phi đối với lợn khỏe mạnh tại cơ sở có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi hoặc tại các cơ sở chưa có lợn mắc bệnh nhưng nằm trong vùng dịch khi có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu phi có thể được vận chuyển giết mổ theo hướng dẫn trước đó của ủy ban nhân dân huyện ủy ban nhân dân xã chủ trì thực hiện tiêu hủy lợn sản phẩm từ lợn có mầm bệnh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế dưới sự giám sát hướng dẫn của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nguyên nhân giá heo hơi tăng trở lại nhiều thương lái cho biết số lượng heo bán ra đang giảm vì sản lượng heo tái đàn của kỳ trước giảm người nuôi liên tục thua lỗ khi chi phí đầu vào liên tục lên cao ngoài ra thời gian qua dịch tả heo châu phi hoành hành cũng khiến nguồn cung trong các hộ nuôi giảm báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn an giang trà vinh sóc trăng tiền giang cho thấy số lượng heo mắc và nghi mắc bệnh dịch tả vài nghìn con mỗi địa phương ngành chức năng các địa phương này cũng đã đem heo đi tiêu hủy với số lượng lớn giá con giống tăng mạnh nhưng nguồn con giống đạt chất lượng ngày càng khan hiếm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và một số hộ nuôi không còn vốn để tái sản xuất do thua lỗ từ các vụ nuôi trước thiếu nguồn cung heo giống nhiều hộ chăn nuôi phải tìm mua heo non chưa tẻ bầy chưa cấm sữa về nuôi nhưng lại không an tâm về chất lượng dịch bệnh lo lắng vì chi phí đầu tư cao lại khó mua được heo con nhiều người chăn nuôi ngại tái đàn không ít hộ đành phải treo chuồng tạm ngừng nuôi phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi để dự báo tình hình dịch bệnh cho người nuôi biết để phòng chống hiệu quả, thực hiện kiểm tra, đánh giá heo được giống và hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi. Đồng thời, khi tái đàn, người chăn nuôi phải thay đổi tập quán chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và cần tính toán kỹ chi phí đầu tư để tránh thua lỗ. Vắc xin tả lợn châu Phi tiến gần thực tế hơn. Theo chuyên gia những người chăn nuôi lợn sẽ sớm được trợ giúp sau khi các ứng cử viên vaccine tả lợn châu Phi của Mỹ và Việt Nam được thương mại hóa. Bài viết của ông trên tạp chí chuyên ngành National Hog Farmer của Mỹ. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài báo. Thông cáo báo chí của Ars cho biết loại vaccine này đã tiến gần hơn một bước đến khả năng thương mại hóa và thử nghiệm mới nhất là một cột mốc quan trọng trong một loạt các nghiên cứu về tính an toàn. Những kết quả mới này cho thấy ứng cử viên vaccine của USDA không quay trở lại độc lực bình thường sau khi được tiêm vào lợn. Thử nghiệm đào độc lực này là bắt buộc để đảm bảo rằng virus ASF đã làm suy yếu vaccine và không quay trở lại trạng thái ban đầu. Cùng thời điểm, một ứng cử viên vaccine khác gần đây cũng đã được một công ty ở Việt Nam lựa chọn để phát triển thương mại trong nước. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 21 tháng 5 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo